Xin chào các bạn. Hôm qua tôi có cứu được một bé rái cá và chuẩn bị thả nó về thiên nhiên. Đây là bé rái cá vút bé. Thì bữa nay tôi có mua đồ ăn. Tôi mua một bịch thức ăn này cho nó ăn, với một bịch sữa. Nó là rái cá hoang dã nha các bạn. Các bạn biết tại sao tôi nhốt để nó này không? Rái cá hoang dã mà thích ăn đồ ăn hộp. Tại tôi sợ thả nó ra là bắt nó vô không có được á. Tội nghiệp con quá. Ngày nào cũng có người bắt tụi con. Mà tôi thì vừa bận đi làm việc, vừa bận cứu tụi con. Mà tiền bạc á, thì không có thanh toán được. Nhất là mấy cái tập đoàn nước ngoài á, làm ăn với họ khó quá các bạn ơi. Biết sao không? Mình làm á, thì mình làm tốt cho họ rồi hả? Rồi họ thanh toán, họ cứ ngâm tiền của mình hoài à. Mỗi lần gọi đến thì cứ hẹn lần hẹn lựa. Nhiều cái công ty lớn ở bên Singapore á, họ cũng thiếu tiền tôi để cả năm trời luôn á, không có lấy được mà họ cứ ngâm vậy á. Tiền website nữa, mà tiền tôi nó là giải cứu động vật. Với tôi cũng hơi bị buồn các bạn nữa. Tôi nói các bạn đăng ký kênh YouTube của tôi nhiều lên, mà hầu như là các bạn không có đăng ký. Các bạn đăng ký rất là chậm. Các bạn càng đăng ký chậm á, thì càng ít người biết đến Tion, biết đến công việc của Tion làm. Nếu mà có nhiều người đăng ký á, thì họ sẽ giúp Tion giải cứu thêm được nhiều động vật hơn. Và họ biết được cái tình trạng buôn lậu thú quý hiếm của Việt Nam, để họ phụ Tion cứu nó. Bởi vậy tôi nói các bạn á, là phải đăng ký kênh của Tion nhiều lên và chia sẻ cho bạn bè. Giống như bé rái cá này, bây giờ tôi cho nó ăn no, lát là tôi sẽ đem thả phóng sanh nó. Mà không phải thả bừa bãi nha các bạn. Thả bậy bạ là săn trộm người ta bắt nó lại nữa. Khổ như vậy á. Và phải đem nó vô trong rừng sâu để không ai biết. Rồi nơi đó là phải có những cái người anh em của nó ở trong đó, những con rái cá khác, để nó vô trong tự nhiên là nó gặp những con đó, là những con đó bắt đầu là dạy dỗ cho nó lại, thuần hóa cho nó lại. Các bạn hiểu không? Bởi vì các bạn làm ơn á, đăng ký kênh YouTube của Tion, đăng ký thiệt là nhiều, phụ Tion cứu động vật nha. Làm ơn đi các bạn, chứ không thôi các bạn mà đăng ký ít quá là Tion không có thể nào mà ra clip liên tục được đâu. Tion còn phải bận đi cứu con này con kia nữa, mà làm clip cho các bạn coi thì các bạn giống như là không có quan tâm á, nên Tion cũng hơi bị nản. Lát nữa tôi sẽ làm cái clip là giải cứu động vật. Nên bây giờ các bạn đợi nha, tôi sẽ làm thành một cái clip dài luôn, sẽ có đi vô rừng sâu luôn để cho các bạn coi. Nhớ đăng ký liên tục và chia sẻ liên tục nha các bạn nha. Chứ bây giờ là tôi đang là vất vả, mà không có ai có giúp tiêu hết trơn á. Mình tôi giúp mấy con vật là cũng không nổi, tôi mệt lắm luôn á nha. Rồi bye bye.